Và xin chào mừng các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ hai của trận Winamax trên màn hình của tạm này. Đây chính là game thủ rớt màu đỏ của ông ta, thành viên team Samsung Galaxy Khan Sola. Có thể thấy rằng hiện nay thì Sola là chiến thắng với tỷ số 1-0. Còn đây là game thủ Protop màu xanh của ông ta, anh ấy đến từ team SKT.com T1 Drain. Các bạn có thể thấy rằng hiện nay thì Ray không được dùng màu đỏ của mình nữa rồi, màu đỏ truyền thống của team SKT.com T1. Hiện nay chúng ta ở trên map Deadwing, một cái map với 40 giây xuất phát, và map này rộng lớn cực kỳ thưa các bạn. Bạn nào mà nhớ đến map Frost ngày xưa thì map Deadwing này nó cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên map Deadwing nó ngoài cái đặc điểm đấy ra, nó còn một số cái khác nữa. Map Deadwing này nó có lợi cực kỳ cho các game thủ rớt khi mà họ phòng ngự 4 mỏ đấy các bạn. Không biết là các game thủ rớt khác thì họ nghĩ thế nào, nhưng mà theo những cá nhân tôi đánh giá thì cái map này họ có thể là đặt xuống cho mình 4 mỏ một cách rất dễ dàng bằng việc đập đá, sau đó có thể giải creep ở khắp nơi. Với cái lợi thế giải creep như vậy thì game thủ rớt của ông ta có thể là đưa rớt Link, đưa Rốt, đưa Hydra đi phòng ngự ở cả 4 mỏ rất dễ dàng bằng việc là cứ giải creep để tăng tốc độ cho quân đội thôi, sau đó là chạy lông nhông trên map. Rớt Link lúc đấy thì nó chạy từ mỏ thứ 4 vào trong main bay cực kỳ dễ dàng, kể cả có là mỏ 3 luôn. Nói chung là mỏ nào đi chăng nữa thì game thủ rớt cũng phòng ngự khá dễ trên cái map đấu lần này. Chưa kể là cái việc bốn mỏ nó co cụm ở trong một khu vực rất là nhỏ, nó khiến cho không quân của rớt cũng có thể di chuyển rất là cơ động từ mỏ này sang mỏ khác để phòng ngự. Cho nên rằng là theo như cá nhân tôi đánh giá thì map này là một cái map rất dễ phòng ngự cho game thủ rớt. Tuy nhiên là ở phía Protoss thì cũng có lợi thế khác. Thực ra Protoss và Terran thì họ sẽ có lợi về việc là drop hơn, tại vì là cái map này nó có rất nhiều những cái vị trí để có thể cho không quân có thể lẩn trốn, cũng như là bất ngờ lao thẳng vào mỏ cuối phương, đặc biệt là đối với cả Terran. Còn phía Protoss thì có lẽ là lợi thế lúc nào cũng là lợi thế cho Protoss rồi, khi họ có thể warp quân trực tiếp từ main bay lên phía trên chiến trường được. Cho nên đây chính là cái lợi thế của Protoss, mà map nào nó cũng như nhau cả thôi. Protoss thì không có lợi thế lắm cho cái việc tức là sao nhỉ? Hiện nay thì Poto đang ăn cho mình 2 ga rồi. Anh ấy đang war in ở vị trí mỏ 2. Không biết là anh ấy có định war kín không? Theo cá nhân tôi đánh giá thì cái map này thực sự là phải nói rằng cũng hơi khó khăn để có thể là phòng ngự kín được 2 mỏ, rồi bắt đầu lại ra ăn mỏ 3 thì sẽ lại phải đập building để di chuyển quân cho dễ dàng thôi. Tại vì các bạn biết rằng là Poto là một cái chủng tộc nó rất là thiếu cơ động. Nếu như mà war kín được mỏ ở đây thì bắt đầu đi di chuyển ra mỏ 3 sẽ rất là khó khăn. Và nếu như mà không đập cái gate này cũng phải cả đập cái pylon kia đi thì sẽ rất khó để có thể di chuyển ra ngoài được. Và về sau này khi mà khoảng tầm đến late game, khi mà chúng ta có 4 mỏ rồi á, thì chúng ta cực kỳ lại còn thiếu cơ động nữa, khi mà Protoss là những con đặc điểm là di lọt mông to, chạy chậm, lại còn tối diện tích nữa. Cho nên là bây giờ những cái ram bé bé như thế kia mà để mà phòng ngự cho Protoss thì phải nói rằng sẽ rất khó khăn. Protoss chỉ còn cách là sử dụng những unit có khả năng trèo tường như kiểu là Colo này, có khả năng blink cơ động như kiểu là của Stalker thì mới có thể phòng ngự được. Còn đâu thì tôi nghĩ rằng Protoss cần phải tập trung vào việc lên không quân trên cái map này để họ có thể là bỏ qua cái nhược điểm về map. Được kể là cần phải phòng ngự trước Muta nữa, tại vì map này rớt mà lấy Muta cũng rất là nguy hiểm. Hiện nay thì building đầu tiên của Sola anh ấy vẫn chưa đặt xuống. Trong một phía Rain anh ấy đã đặt xuống cho mình cái Palacoso để lên Blink Stalker rồi. Lúc nãy tôi đang định nói building đầu tiên của Rain thì anh streamer anh ấy đã chuyển sang màn hình của rớt rồi, nên là tôi cũng không anh phải nói chuyện của rớt thôi. Hiện nay thì có thể vô tồn ta bắt đầu nâng cấp Blink Stalker xong, anh ấy chuẩn bị ăn mỏ 3 chăng? Hiện nay thì lượng tiền thì vẫn chưa đủ cho giờ vô tồn có thể để đạt được mỏ 3, nhưng anh hoàn toàn có thể đặt trước cho mình một cái pylon ở đấy trước, xong mới bắt đầu đặt xuống cho mình cái Nexus. Hiện nay thì con Overlord đã bị đuổi ra phía ngoài rồi. Vô tồn ta đã hoàn thành xong cho mình khoảng tầm có 300 mirror rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa đặt mỏ 3 nữa bạn. Anh ấy đang đặt xuống cho mình thêm gate. Còn phía bên rớt của ta đặt xuống cho mình nhà Raven rồi.
Rốt là số nhà Raven, như vậy anh ấy đang định rốt chăng? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một combo rốt 2 ra chứ không phải chỉ đơn giản chỉ rốt không. Rất hiểu rằng bây giờ thì lợi thế phòng ngự của mình, cho nên anh ấy tốt nhất là nên lên cho mình cả 2 ra. Combo rốt 2 ra để phòng ngự trước cả quân đội của đối phương và cũng như là cả không quân của đối phương nữa thì nó có thể nói là khá là toàn diện. Còn phía Protoss thì anh ấy sau khi mà pha tấn công mà đi mà không hiệu quả, anh sẽ phải về nhà ăn vào ba. Các bạn thấy rằng là NOS và Rain có một cái đặc điểm rất giống nhau ở trên map này, đó là họ sẽ rất muốn kết thúc trận đấu sớm, tại vì rằng là nếu như mà bây giờ mà để trận đấu diễn ra lâu quá thì mình sẽ càng bất lợi. Nhược điểm của Protoss trên cái map này đó chính là như vậy, cho nên rằng là Protoss không hề muốn đánh một trận Marco ở trên những cái map này thế nào cả. Trận đấu game trên cái map này tôi đã từng nhìn thấy một trận Protoss ra mát e từ rất sớm. Anh lên thẳng carrier. Bạn thì thấy rằng hiện nay thì ui giời, Zergling ở đây đã cắn thăm cho mình một pylon rồi. Protoss đang phải có thêm hai cái pylon nữa ở cái vị trí dưới rất gần mỏ ba của đối phương. Này Protoss cũng bắt đầu warp quân rồi. Này thì Gate sắp rửa ngoài hoành xong rồi. Vâng, pylon này xong rồi, bắt đầu warp quân thôi. Hiện nay thì game thủ dâm của ta bắt đầu đang lên cho mình rất nhiều rốt cũng với cả speedling nữa. Anh lên cho mình thêm cả độn thổ như các bạn, nâng cấp độn thổ cho đạo quân của Zerg. Này nhìn thấy là các bạn nhìn thấy rằng ở đây đang có cho mình đến hai cái spy để phòng ngự ạ. Này Protoss của ta bắt đầu đưa quân lên ở vị trí phía trên này rồi. Vâng, đang có một vị trí khá tốt không khi mà không có spy được đưa ra. Dưới linh đang bắt đầu ngồi cán stalker rồi. Stalker đã bình linh hết về vị trí phía sau rồi. Còn thấy là hiện nay Dưới linh đang phòng ngự khá tốt cho quân đội của Solar. Hiện nay thì quân đội của Protoss đã bắt đầu đẩy lên thêm một lần nữa với stalker blink, nhưng có kịp không khi mà với cái nhiều Zealot nhiều Dưới linh như này thì Protoss chúng ta cần phải có thêm Zealot, chứ không phải là dùng stalker blink như này thực sự là không hiệu quả đối với cả Dưới linh một chút nữa cả. Các bạn thấy đấy, Dưới linh có thể dễ dàng áp sát được vị trí quân đội của Protoss. Này đã có một thăm off đây rồi, nhưng mà Dưới linh vòng ra ở vị trí sau. Vâng, áp sát rồi, bắt đầu cắn speedling rồi. Bắt đầu cắn những con stalker rồi. Tuyên hiện nay có vẻ nói stalker có một vị trí khá tốt khi mà Dưới linh phải vâng xếp hàng chạy vào từng con một. Hiện nay Protoss sắp rửa phá xong được cái vị trí mỏ thứ ba của đối phương rồi. Các bạn thấy là hiện nay massive core đã bị xử lý xong. Hiện nay vẫn còn mấy con stalker ở đây, cũng chuẩn bị blink hay không. Hiện nay Rod đã độn thổ xuống để có vẻ hồi máu rồi. Này quân đội Protoss tiếp tục đẩy lên thêm một lần nữa. Stalker vị trí bên kia bắt đầu blink rồi. Nên Zergling cũng chỉ có vài con thôi, đang cố của Protoss là chúng ta đang target gần xong được con mấy con Zergling rồi. Hiện nay Rod lại độn thổ thêm một pha nữa. Vâng, Protoss chúng ta lại đẩy quân của mình vào. Phá hatchery đi, sắp xong hatchery rồi. Hiện nay chúng ta phải thấy là Rod lại trồi lên thêm một nữa khi mà đã có thêm cả Zergling cùng với cả Queen đang ở đây. Ba Queen đây để hồi máu cho Rod các bạn. Tuy nhiên hiện nay Rod đã giảm xuống khá nhiều rồi. Chúng ta tiếp tục đẩy thêm cho mình stalker lên trên. Vâng, tuy nhiên là Rod lại trồi lên thêm một phát nữa rồi, nhưng ba Queen vẫn đang ở đây để có thể hồi máu. Quân đội của Protoss hiện nay đang khá mạnh rồi khi mà army supply của Protoss đang khoảng tầm 40. Trong đó Zerg hiện nay đang hồi lại chỉ có mới có khoảng 337 thôi, nhưng mà hiện nay mới có mười mấy con unit vẫn chưa ra được bạn. Rod của chúng ta liên tục sử dụng cái việc độn thổ để hồi máu, xong bắt đầu lại trồi lên bất ngờ để chơi stalker. Và như vậy là Rain là chiến thắng rồi. Và có thể nói rằng là các trận này tôi cũng không thực sự là nắm rõ lắm được cái diễn biến của một trận đấu nhanh quá như vậy. Map Deadwing cũng là một cái map mới, cho nên vẫn còn khá nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi ở trên cái map này. Và ngay bây giờ thì tỷ số hôm tại này đã là 1-1 rồi, và xin chúc mừng game thủ Rain của chúng ta. Tỷ số của chúng ta đã 1-1, chúng ta sẽ phải đến với cả game đấu thứ 3 sẽ diễn ra ở trên map Overground. Một map đấu rất quen thuộc với tất cả quý vị và các bạn rồi. Trận đấu thứ 3 sẽ diễn ra, game đấu thứ 3 sẽ diễn ra ngay bây giờ thôi thưa bạn.